Cuối tuần này, Viettel sẽ thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên. Một lãnh đạo tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel cho VN Economy biết, nếu không có gì thay đổi, Viettel sẽ thực hiện thử nghiệm việc gọi thoại thông qua sóng 5G vào cuối tuần này và đây được xem là cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam. Vị này cho biết, việc test trên thực hiện cuộc gọi 5G này chủ yếu liên quan đến phần kỹ thuật theo đúng đề án giấy phép thử nghiệm mà Viettel gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Việc triển khai thử nghiệm 5G sẽ có lộ trình và cuộc gọi thoại thông qua sóng 5G hôm tới sẽ là bước đầu tiên. Sau công việc này tập đoàn sẽ có báo cáo tới bộ. Theo Vietten, tập đoàn đã hoàn thành việc tích hợp hạ tầng và phát sóng thử nghiệm 5G thành công trên mọi băng tần được cấp phép. Và Vietten muốn sử dụng băng tần C, 4GHz, 8GHz để thử nghiệm 5G tại Hà Nội. Trước đó, tháng 1 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký quyết định cấp phép triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho Viettel và Viettel trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam có giấy phép thử nghiệm mạng 5G với thời hạn 1 năm, kể từ 22 tháng 1 năm 2019 đến 21 tháng 1 năm 2020. Sau khi có giấy phép thử nghiệm, lãnh đạo Viettel cho biết, tập đoàn sẽ bắt tay vào thiết kế quy hoạch, thiết kế thử nghiệm, như quy hoạch ở đâu, thiết kế chạm như thế nào, vùng phủ sóng ra làm sao, xây dựng dự án. Sau đó triển khai mua sắm thiết bị, lắp đặt rồi thử nghiệm theo các bài đo mà mình đưa ra và dự kiến cuối quý 2 sang quý 3 năm 2019 mới có dịch vụ 5G thử nghiệm. Cách đây ít hôm, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng thực hiện cấp phép triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho Mobifone. Nhà mạng này sẽ triển khai thử nghiệm 5G tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và TP.HCM thời gian của giấy phép là từ 23 tháng 4 năm 2019 đến 22 tháng 4 năm 2020 đối với vnpt một lãnh đạo tập đoàn này cũng cho biết đã gửi đề án thử nghiệm lên bộ thông tin và truyền thông và đang chờ bộ chính cấp phép thử nghiệm